cái cách khai thác hệ thống CRM của Beechick để chúng ta làm cái phân hệ quản lý tuyển dụng. Thì ở đây là quy trình tuyển dụng demo của Di Động Thông Minh. Chúng ta sẽ bắt đầu có các trạng thái là ứng viên mới này, ứng viên mới, sau đó là sẽ được xem xét review các cái hồ sơ này. Nếu mà review xong thì sẽ đặt lịch phỏng vấn các cái ứng viên đạt. Ứng viên nào đã phỏng vấn thì sẽ có kết quả ở đây. Sau đó là tuyển dụng. Tuyển dụng. Và đến thử việc. Thử việc thì ở đây có hai phần nữa là đào tạo văn hóa hội nhập, đào tạo mô tả công việc. Và đến cái bước là chính thức. Bước cuối cùng của nó là hợp đồng lao động. Thì đây là một cái quy trình tuyển dụng tiêu chuẩn. Tùy mỗi một công ty mà chúng ta có thể thêm bớt. Nhưng về cơ sở thì nó luôn có. Thứ nhất là ứng viên mới này. Thứ hai là lọc hồ sơ này. Thứ ba là đặt lịch phỏng vấn. Và cuối cùng là kết quả phỏng vấn là như thế nào, tuyển hay không tuyển. Đó. Thì để làm được cái quy trình này, chúng ta sẽ sử dụng cái trong phần CRM ở đây. CRM ở đây bởi vì chúng ta sẽ tương tác với ứng viên như tương tác với một khách hàng. Thì chúng ta có thể tạo ra một cái đường ống mới bằng cái việc là chúng ta ấn vào. Hơi nhiều dữ liệu một chút. Mạng mình đang hơi chậm. Rồi. Chúng ta ấn vào cái phần sale pipeline này, end tunnel này, đó. Chúng ta thêm một cái tuyển dụng vào. Đó, tuyển dụng vào. Thì ở đây chúng ta có thể làm là chúng ta có thể đưa ứng viên đi theo một cái luồng là tuyển dụng xong này thì sẽ đến một cái luồng là nhân sự chính thức này. Nhân sự chính thức này, xong ví dụ như sa thải thì sẽ có quy trình sa thải. Thì đây là cái đường ống, nó giống như cái đường ống bán hàng ấy, nó sẽ kết nối với nhau. Điểm cuối của quy trình này có thể là bắt đầu của một quy trình khác. Được không ạ? Nhưng hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào trong cái quy trình tuyển dụng này. Ở cái trạng thái cuối này thì đây là trạng thái thành công là tuyển dụng này. Còn trạng thái thất bại thì chúng ta có thể thêm nhiều cái trạng thái ở đây. Đó. Cho thêm nhiều trạng thái ở chỗ này, ấn vào dấu cộng này. Xong mình thêm một cái vào, ví dụ như là thất bại, ví dụ như là bỏ thử việc này. Hay gì đó. Chúng ta quay lại quy trình này. Ví dụ như bây giờ cái bạn Hải Yến này này, bạn ấy được tuyển dụng này. Thì tôi sẽ cho vào tuyển dụng. Ví dụ như thế. Đó. Thì nó có những cái khâu là ở đây là nó sẽ khi mà tuyển dụng thì nó sẽ có những cái yêu cầu về thông tin tuyển dụng. Ta sẽ phải điền vào đây. Những cái phần này là mình làm và mình cài đặt được. Đó. Chúng ta thấy khi mà kéo đây thì ở cái phần mà không thành công ấy, nó sẽ có những cái như là loại hồ sơ này, ứng viên không đến phỏng vấn này, hay là ứng viên phỏng vấn thất bại. Được không ạ? Ứng viên phỏng vấn thất bại. Đó. Thì nó chỉ có mấy cái trường hợp như vậy. Hoặc là ở đây mình sửa lại là cái trường hợp là thử việc bại. Nghĩa là thử việc mà không tuyển thì là thử việc bại. Như vậy là cái trạng thái tuyển dụng nó sẽ gồm tuyển dụng thành công này. Hai là chúng ta có là ứng viên người ta bỏ phỏng vấn mặc dù chúng ta đã hẹn rồi. Hai là ứng viên hẹn thử việc đã phỏng vấn ok nhưng mà lại không đến thử việc. Thì chúng ta sẽ sửa cái tình huống đó. Ở đây chúng ta có thể thêm bằng việc là chúng ta bỏ hết các cái trạng thái này đi. Đó. Thì nó sẽ ra toàn bộ các trạng thái này. Ở đây mình sửa này. Không đến phỏng vấn này. Loại hồ sơ nó sẽ gồm này. Không đến phỏng vấn này. Đấy. Hay là chúng ta có thử việc bại. Đó. Thử việc bại. Đấy. Như vậy là kết quả của quy trình này nó sẽ gồm mấy trạng thái. Một là ứng viên bị loại này. Hai là ứng viên không đến phỏng vấn này. Ba là ứng viên phỏng vấn nhưng mà thất bại. Đấy, phỏng vấn thất bại. Đấy. Hoặc là ứng viên thử việc thất bại. Đó. Thành công là được thành công. Thì chúng ta tạo ra những cái trạng thái như thế này. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ xét đến cái việc mà làm thế nào để ứng viên có thể đăng ký vào trong cái form này. Như các bạn nhìn thấy là ứng viên đăng ký sẽ tự nhảy vào đây. Đó, tự nhảy vào đây. Đấy, chúng ta nhìn này. Đó. Bạn này đã ấn vào cái form tuyển dụng nhân viên bán hàng này.
Thì đây là thông tin. Bạn này bạn ấy xem website của công ty. Đấy, bạn ấy xem những cái sản phẩm như này. Và bạn ấy điền vào một cái form tuyển dụng của công ty. Đó. Và điền thông tin ở đây. Thế thì từ cái form đấy là chúng ta sẽ có thông tin của ứng viên, chúng ta xử lý thông tin ở trên này. Đó, chúng ta xử lý thông tin trên này. Thế thì mọi người, cái bước đầu tiên đấy, chúng ta phải tạo ra được một cái form đã. Tạo ra một cái form đã. Thì mọi người tạo cái form, chúng ta dùng bước nào? Chúng ta sẽ dùng tính năng gọi là CIM form nhé. Đó. Tạo cái form này như thế nào thì mình sẽ không nói ở trong cái phần ở hướng dẫn này, mà chúng ta vui lòng đọc cái hướng dẫn của Bí Trịnh. Nhưng mình sẽ nói sơ qua này. Tạo cái form. Đó, form. Cái form này là một tính năng rất là tuyệt vời trong Bí Trịnh. Chúng ta nhìn là như ở đây là một cái form mà mình đã tạo này. Đấy. Thì nó có rất nhiều thông tin. Nó có rất nhiều thông tin như này. Page 1, page 2, page 3 cơ. Đó. Rất nhiều thông tin như này chúng ta có thể thêm vào. Và chúng ta nhớ nhé, thì cái form này ấy, nó là một cái cửa sổ nhập liệu. Vậy thì nhập nó sẽ lưu vào đâu? Nó sẽ lưu vào mấy cái đối tượng. Một là nó lưu vào trong cái thằng contact. Hai là nó lưu vào trong cái phần deal. Deal, ví dụ như là bây giờ một ứng viên đúng không ạ? Một ứng viên thì các cái thông tin như là số điện thoại này, địa chỉ này, tên này, rồi các cái thông tin liên quan tới họ thì đó là thông tin của cái liên lạc đó. Còn họ muốn ứng tuyển ở vị trí nào thì cái thông tin ứng tuyển vị trí đó thì chúng ta coi đó là cái thỏa thuận tuyển dụng. Đó, thỏa thuận tuyển dụng. Vậy thì chúng ta cần phải tạo các cái trường mà chúng ta cần thiết ở trong cái phần deal nhé, trong cái phần deal. Vậy thì mình tạo cái trường đấy ở đâu? Thì mình sẽ cho mọi người nhìn qua. Mình tạo cái trường đấy trước khi là chúng ta có thể tạo các trường đó luôn ở trong quá trình chúng ta làm form lại được. Đó, ví dụ như mình làm form này. Mình làm form mình nó sẽ có cái thằng add field này. Đấy. Add field thì nó sẽ hỏi mình là add field, cái field này sẽ thuộc về cái đối tượng nào. Ví dụ đối tượng deal này. Đó. Mình có thể tạo ra cái form mới ở đây. Trường mới ở đây. Như các bạn nhìn ở đây là mình có rất nhiều những cái trường thông tin này. Trường thông tin đây là các cái kết quả của tuyển dụng. Điểm kỹ năng này, điểm kỹ năng đàm phán này. Đấy. Rồi là cái thằng deal này thì mình có nhiều cái trường thông tin, nó dành cho cả bán hàng và dành cho cả tuyển dụng. Đó. Contact này thì mình có những cái thông tin này. Đấy, như là vị trí mà muốn ứng tuyển là gì này. Đấy. Rồi là cái hiện trạng của cái ứng viên trước đó. Thì cái việc này thì chúng ta sẽ làm chủ, thứ nhất là chúng ta biết cái cách tạo form, đúng không ạ? Biết cách tạo form. Và thứ hai là chúng ta biết cái cách thêm các cái trường của form mọi người nhé. Đó, chúng ta sẽ tạo cái form này. Mọi người vui lòng đọc cái thằng Bí Trịnh hướng dẫn ấy, nó hướng dẫn rất là kỹ. Form của chúng ta có rất nhiều tính năng, mình sẽ không tập trung hướng dẫn ở trong cái phần này. Nó đang bị zoom. Đó, mình không hướng dẫn trong phần này. Mình sẽ hướng dẫn cái phần là chúng ta sẽ thêm cái trường thông tin ở đâu nhé. Chúng ta hoạch định như sau này. Một cái ứng viên đấy thì họ sẽ gồm những cái thông tin chúng ta cần lấy, và những cái thông tin mà tuyển dụng ấy thì chúng ta sẽ là thông tin của deal, đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ vào trong cái phần mình muốn thêm các cái trường thông tin, thì mình sẽ vào cái phần more này, setting này. Đấy, cài đặt CIM này, xong vào form and report này, vào custom field nhé. Tại đây thì chúng ta có thể thêm các cái trường. Ví dụ như các bạn nhìn thấy là thường ấy thì các cái trường nó sẽ liên kết với nhau. Ví dụ như là mình mà tạo trường ở lead thì nó sẽ tự động tạo ra trường ở deal. Nhưng ở đây này, các bạn nhìn mình sẽ thêm vào này. Đó, thêm các cái trường như là vị trí ứng tuyển này, loại hình hợp tác này, sở hữu lý lịch này. Đấy, đây là các cái trường liên quan đến tuyển dụng, thì tùy mình cần khai thác thông tin nào của ứng viên thì mình sẽ thêm các cái trường này vào đây. Đó. Rồi. Sau đó thì cái form của mình ấy, cái form của mình sẽ làm cái việc là gì ạ?
là khai thác cái thông tin để đổ vào trong này, thì mọi người có thể nhìn thấy như website của Di động Thông Minh này. Đấy. Website của Di động Thông Minh thì chúng tôi sẽ làm cái phần là phần tuyển dụng. Phần tuyển dụng ở đây thì có cái CV. Đấy. Mà khi mà ứng viên đọc cái CV này, đó, ứng viên đọc CV này thì họ sẽ có một cái nút là ứng tuyển vào vị trí này. Đấy. Và khi ấn cái nút ứng tuyển ở vị trí này ấy, thì nó sẽ hiện lên cái form này. Như vậy là cái CIM form của Bichick ấy có thể nhúng lên website ở dạng nút, hay là nhúng ở dạng chúng ta nhúng thẳng vào bài viết cũng được. Thì nó có những cái tùy chọn để làm các cái việc đó. Tùy chọn làm các việc đó. Thì các bạn đọc về CIM form nhé. Đấy. Ví dụ đây này, thì nó sẽ có những cái phần nhúng này. À, chúng ta sẽ có này. Đấy, get link này. Thì ở đây nó có những cái hướng dẫn là chúng ta có thể làm được là cái form này này, nó có thể hoạt động như một cái link độc lập. Chúng ta cho ứng viên quét vào và đăng nhập và điền vào. Hai là nó có thể hiển thị khi ấn chuột này. Đó. Hoặc là nó có thể là nhúng vào một cái ấy, view. Nó nhúng vào một cái bài viết của mình. Mình nhúng cái code này vào bài viết thì nó sẽ có cái form đó trong bài viết, được không ạ? Thì đây là một cái tiếng rất là hay của Bichick. Để làm cái form này thì chúng ta cần phải đọc và tìm hiểu nó kỹ một chút để làm chủ nó. Đó, tìm hiểu nó thì chúng ta vào trong cái phần hỗ trợ này của Bichick này. Hỗ trợ của Bichick này. Nó có cái phần chúng ta search cái CIM form là nó ra rất chi tiết. Đó. Form rất chi tiết. Đó, nó ra rất chi tiết này. Đây. Được không ạ? Người ta sẽ hướng dẫn mình cái cách làm rất là chi tiết để chúng ta làm. Và chúng ta cần phải nhớ một điều là cái CIM form này nó sẽ khai thác cái thông tin ấy, và nó lưu vào database của chúng ta, và nó lưu vào hai cái thông tin, nó lưu vào deal nhé. Đấy, và nó tự tạo ra contact này. Đấy, khi mà ứng viên điền thông tin thì nó sẽ tạo ra cái contact là Danh Ngọc Hiển này cộng với lại cái phần deal ở đây là cái thỏa thuận của ứng viên ấy, là sẽ có những cái phần như này. Thì đây là một cái mà chúng ta vừa phỏng vấn thì chúng ta làm những cái chấm điểm những cái việc như này, và thêm cái phần mình tùy chỉnh cái deal này ấy, thì chúng ta thêm trường cho nó. Chúng ta thêm trường này, mình có thể phân loại nó thành các cái section. Đấy, như mình ở đây mình thêm thành các section này. Mọi người nhìn là thông tin ứng viên này, quản lý nhân sự này, nghĩa là nhân viên này thì ai là người sẽ phỏng vấn này, ai là người quản lý trực tiếp này. Đấy, sau này khi ứng viên này thành nhân viên của công ty đến ngày thử việc là như thế nào. Đấy, đây là cái trường mình thêm vào. Đấy, rồi là các cái trường đánh giá về ứng viên này, điểm kỹ năng đàm phán thuyết phục này, điểm tổ chức quản lý thời gian này. Thì đây là trong quá trình mà mình phỏng vấn thì mình sẽ yêu cầu các cái trường này. Thì ở chỗ này ấy, mọi người nhìn này, khi chúng ta thêm các cái trường vào trong đây, nó sẽ có cái phần config ở đây. Mọi người có thể yêu cầu nhé, yêu cầu cái trường này là tại cái bước nào thì phải bắt buộc điền cái trường này, đúng không ạ? Đấy, thì khi mình làm như này rồi thì nó sẽ chảy theo một cái dòng công việc mà đến một cái bước là chúng ta phải đủ các cái trường thông tin đó. Ở đây mình sẽ demo. Đó. Đấy, người nhìn đây. Mình sẽ demo. Bây giờ mình sẽ ví dụ nhé. Cái ứng viên này này, Nguyễn Minh Quân này, mà mình chuyển sang cái phần đã phỏng vấn này. Đấy, thì các bạn nhìn nó sẽ hiện lên một cái box như này. Trật tự để cháu đang ghi âm nhá. Nó sẽ hiện lên cái box như này. Chúng ta sẽ phải điền, nghĩa là khi mà chúng ta ứng viên đến phỏng vấn ấy, mà chúng ta đã ghi cái phần yêu cầu là chúng ta đã yêu cầu là các cái trường này tại bước đã phỏng vấn này, thì kết quả phỏng vấn chúng ta phải điền vào, thì đây nó sẽ có này. Đấy. Thu nhập mong muốn của bạn này chẳng hạn như 10 triệu chẳng hạn. Ngày có thể đi làm là bao nhiêu? Như vậy là mình đã có ngay cái gì ạ? Chúng ta đã có ngay cái hồ sơ kết quả phỏng vấn rồi. 8 này. 8 này. 8 này. 8 này. 8 này. Kỹ năng đào tạo có không? Đấy. Tổng thu nhập. Đây là mong muốn thôi. Còn khi chúng ta thỏa thuận với bạn này thì công ty bây giờ mới bắt đầu nên là thu nhập thỏa thuận của em sẽ tối thiểu là 8 triệu. Đấy. Và thu nhập cơ bản của em trên bảng lương là 6 triệu, và thu nhập theo hiệu quả sẽ từ 2 triệu. Như vậy là
tối thiểu của em là 8 triệu nhưng tách ra hai phần như này, ta xếp vào đó. Thì như vậy là khi ứng viên đã được đến cái khâu đặt lịch phỏng vấn đấy, và đến đã phỏng vấn thì sẽ có những cái yêu cầu, sẽ có những cái yêu cầu chúng ta phải điền thông tin vào như vậy, và nó hướng dẫn, nó giúp cho là cái người tuyển dụng của chúng ta làm cái công việc này mở cửa sổ này lên, là chúng ta làm theo, chúng ta không bị quên, đúng không ạ? Đó, kiểu như chúng ta ấn vào đặt lịch phỏng vấn đấy chẳng hạn này. À, thì đặt lịch phỏng vấn này các bạn có thể cài những cái hoạt động tự động ở trong đó, ví dụ như là khi đặt lịch phỏng vấn này, khi chúng ta đặt lịch phỏng vấn thì chúng ta sẽ phải có những cái hoạt động như là chọn là ai là người sẽ phỏng vấn, thì mình có thể làm được cái việc đó, ai là người sẽ phỏng vấn cái ứng viên này, ai phỏng vấn về văn hóa chung, ai phỏng vấn về chuyên môn. Thì khi mà chúng ta chuyển từng cái bước như này, mình có thể tạo ra những cái yêu cầu, mình tạo ra những cái yêu cầu, tạo ra những cái yêu cầu là đến cái bước này thì phải điền cái thông tin đó. Ví dụ nhé, mình sẽ lại cái bạn này, mình sẽ yêu cầu là người phỏng vấn chuyên môn này, cái trường này là cái bước mà đặt lịch phỏng vấn này, đấy, đặt lịch phỏng vấn này là phải điền cái trường này, là phải có người phỏng vấn chuyên môn, được không ạ? Đó, mình có thể thêm một cái trường là người phỏng vấn chung cũng được, bởi vì chúng ta sắp xếp phỏng vấn thì thường là có 1 đến 2 cán bộ phỏng vấn đúng không? Thì mình sẽ người phỏng vấn chuyên môn này, mình sẽ thêm một cái trường ở đây, trường ở đây mình sẽ gọi là trường, trường ở đây thì nó có giới hạn nhé, nhưng mà chúng ta muốn thêm nhiều trường ấy thì chúng ta ấn vào đây. Đó, nó sẽ có cái trường này, tôi sẽ tạo ra cái trường là người phỏng vấn chung. À, được không ạ? Và chúng ta sẽ chọn đây là user, bin to user. Đó. Đấy. Thì tôi sẽ quay lại cái này, tôi chọn thêm cái là người phỏng vấn chung. Khá nhiều trường nên chúng ta tìm khá nhiều trường, lưu rồi. Có thể nó chưa load lại, mình load lại này. À. Đến bước mà lập kế hoạch phỏng vấn thì chúng ta sẽ phải chọn người phỏng vấn đúng không? Đây, người phỏng vấn chung đây. À, như vậy là đến cái bước này thì tôi sẽ phải thêm người phỏng vấn chung và người phỏng vấn chuyên môn. Đấy, và tôi cài đặt cái trường này này. Trường này sẽ yêu cầu ở trong cái bước là bước đặt lịch phỏng vấn. Đúng ạ, đặt lịch phỏng vấn. Rồi, thế bây giờ mình sẽ ví dụ lại này. Mình chuyển lại cái này. Đấy, bây giờ mình sẽ chuyển sang đây. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Nó sẽ hiện lên cái là chọn người phỏng vấn chuyên môn này, ví dụ chọn Tiêu Kim này, người phỏng vấn chung này, là chọn bạn Thảo này chẳng hạn này. Thì chúng ta sắp xếp cái nhân sự cho cái việc phỏng vấn này. Đấy. Thì chúng ta có thể làm những cái hoạt động tự động tiếp theo. Chúng ta sẽ ấn vào Automation Rule này. Chúng ta có thể làm cái phần tự động tiếp theo này. Ví dụ như là phần mà đặt lịch phỏng vấn này. Thì khi mà đã chọn được cái người phỏng vấn rồi, thì sẽ có một loạt những cái hoạt động như là yêu cầu là chọn ngày giờ hẹn ứng viên này, rồi gửi thư mời phỏng vấn cho ứng viên này, đúng không ạ? Đó, nó chúng ta sẽ làm cái hoạt động tự động tùy theo mức độ nhé. Chúng ta không cần thiết phải dùng cái workflow này, chúng ta dùng cái đơn giản hơn là chúng ta dùng những cái hoạt động tự động ở trong cái kéo thả ở đây. Ví dụ như ở đây tôi sẽ khi mà tôi đã chọn cái ứng viên rồi đúng không ạ, thì tôi sẽ thêm những hoạt động tự động như là thông báo cho cái người tuyển dụng này. Đấy. Cái phần này mình sẽ cần phải có yêu cầu thêm là đặt lịch phỏng vấn này, mình cần phải thêm một cái là cái ngày phỏng vấn là chúng ta phải điền vào. Cái này chưa có ngày phỏng vấn này, đặt lịch phỏng vấn đó. Chúng ta có thể tạo ra thêm một cái trường là trường ngày phỏng vấn nhé. Đấy, trường.
ngày phỏng vấn, ngày giờ phỏng vấn, require time này, và yêu cầu này, yêu cầu ở trong đặt lịch phỏng vấn. Thế thì khi mà tại trạng thái đặt lịch phỏng vấn này thì nó buộc ấy, chúng ta sẽ phải điền đầy đủ các cái thông tin cho cái việc lịch phỏng vấn. Đấy, nó sẽ hiện lên này, được không ạ? Đấy, nó sẽ hiện lên. Thì như vậy là các bạn đã nắm được cái việc là chúng ta thiết lập các cái trường, các cái trường cho một cái quy trình cũng như là yêu cầu nó đặt lịch phỏng vấn. Đây, chưa có, xếp lại đó, lại với ông này nhé, kéo sang này. À, nó thiếu cái ngày giờ phỏng vấn đúng không ạ? Nó sẽ hiện lên yêu cầu. Thì đây là một cái tính năng mà tại một cái bước nào đó của quy trình thì thông tin, các cái trường thông tin phải được điền đầy đủ. Chúng ta có thể yêu cầu như vậy nhé. Đó. Thì tóm lại là để làm được cái quy trình tuyển dụng trên Bitrix này, bước 1 là các bạn cần phải nắm được cái tính năng CIM Form. CIM Form nhé, chú ý như vậy. Bước 2 là phải nắm được cái việc mà chúng ta cài đặt các cái trường thông tin, được không ạ? Thứ hai, thứ ba nữa là các cái hoạt động tự động hóa nâng cao ở trong này. Ví dụ như mình làm là cái ứng viên này, đấy, ứng viên mà đăng ký một cái là lập tức là gửi thư thông báo cảm ơn cho ứng viên này, được không ạ? Đó, thêm những cái người mà quan sát vào trong một cái deal này, đấy, đặt lịch phỏng vấn thì khi mà chúng ta có đầy đủ thông tin rồi, chúng ta có thể giao một cái tác vụ, đấy, ví dụ như mà giao một cái tác vụ này. Chúng ta giao cái tác vụ. Đấy, chúng ta tạo một cái tác vụ này. À, cái phần này mình đang viết bằng workflow. À, đã phỏng vấn này. Đấy, thì mỗi một cái bước này chúng ta có thể thêm các hoạt động tự động ở đây. Trong đó thì nó bao gồm cả việc giao việc này, thông báo này, hay là chỉnh sửa thông tin này, hay là cái việc mà chúng ta gửi email, thậm chí là cuộc gọi tự động cho ứng viên. Thì đây là những cái mà tính năng rất là mạnh của hệ thống CRM của Bitrix. Mọi người nhìn ở đây, ví dụ như đào ứng viên mà đến cái phần đào tạo văn hóa hội nhập này thì sẽ có giao việc này, ví dụ như thử việc này thì phải có thông báo cho ở đây là khi mà ứng viên được tuyển dụng này thì sẽ gửi email tuyển dụng này. Đó, thì ở đây là mình làm email tự động này. Đấy, rồi là chào mừng nhân viên. Đấy, sẽ chào mừng nhân viên trên hệ thống. Và thứ ba là giao việc cho kế toán để tạo cái hệ thống tài khoản. Đấy, tạo những cái hệ thống tài khoản, nghĩa là những cái công việc mà khi một ứng viên mới vào công ty ấy, thì có rất nhiều cái công việc phải làm, như là tạo tài khoản rồi tạo hệ thống chấm công rồi mọi thứ. Thì chúng ta sẽ làm một loạt những cái hoạt động ở trên này. Ứng viên tuyển dụng cái là giao việc đâu đấy cho những cái người phụ trách cái việc đó. Vâng, như vậy là mình đã hướng dẫn sơ qua về cái cách làm một cái quy trình tuyển dụng ở trên này rồi. À, để làm chủ được cái quy trình này thì đây là một cái nó là một cái năng lực mà gọi là nâng cao trong cái việc mà vận hành Bitrix. Thì chúng ta cần phải nắm rõ rất nhiều những cái khái niệm. Đầu tiên là chúng ta nắm rõ cái khái niệm về deal là gì, contact là gì ở trong CRM nhé. Thì mọi người cần phải đọc thêm, thì mình sẽ nói ngắn gọn lại là contact đó là thông tin khách hàng, còn deal đó là một thỏa thuận, một cái cuộc trao đổi của chúng ta với cái khách hàng đó. Ở trong cái trường hợp này thì thông tin của ứng viên thì chúng ta lưu vào contact, còn cái thỏa thuận trao đổi về một cái phiên tuyển dụng, ví dụ như là bạn tuyển vị trí gì này, rồi là các cái thông tin kết quả của ứng viên đó trong buổi phỏng vấn đó, thì nó là một cái thông tin trong cái phần deal, thì mình sẽ làm việc ở trên cái màn hình deal. Đó, khi chúng ta làm cái này rồi thì chúng ta có thể ấn vào cái dấu sao nhé mọi người nhé. Đấy, ấn vào cái dấu sao để chúng ta có, nó sẽ hiện ra lên bên cạnh này này. Ví dụ như bây giờ mình ấn vào quản lý nhân sự một cái là mình ra được luôn ở bên menu bên trái này. Được chưa? Vì mình ấn nó vào cái phần dấu sao ở đây rồi. Đấy, mình ấn dấu sao ở đây để cho nó à, cái phần này là mình không ấn được dấu sao mà mình tạo link nhé. Mình tạo link thì các bạn tạo ra cái menu, các bạn gắn link vào đây.
Gắn link thì chúng ta copy cái link ở cái phần 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 menu này là được. Rồi. Cảm ơn các bạn.